U18 lần này thì tôi cho rằng là các em về chuyên môn hết sức đồng đều. Thì sau một tuần tập luyện thì chúng tôi cũng đánh giá một cách tương đối về khả năng của các em. Và tôi nghĩ rằng là lứa cầu thủ này nếu chúng ta có thời gian kiên nhẫn hơn và các em chăm chỉ hơn thì chúng ta sẽ có một cái kết quả rất là tốt trong tương lai. Và trong cái kế hoạch của tôi thì từ đây đến tháng 8 chúng ta có 3 cái đợt tập huấn nữa. Thì chúng ta đây cũng mới chỉ là bước đầu. Thì chúng ta còn thêm thời gian và mấy lần tập huấn nữa thì ban huấn luyện sẽ chắc chắn sẽ có một cái bộ khung cho những cái cầu thủ mà tham gia thi đấu 2 cái giải trong này. Tương quan cầu vợt tương đối là cân bằng và chúng ta cũng cần những trận đấu như vậy để đánh giá xem cái khả năng chúng ta như thế nào và khả năng sắp tới tương lai trong những cái giải trong năm này nó sẽ ra sao.